Nếu các bạn đang gặp tình trạng thoát vị địa đệm L4, L5 và S1 và gây cho bạn cảm thấy đau nhức vùng thắt lưng, khó chịu trong quá trình sinh hoạt và cuộc sống, đứng lên cũng khó, ngồi cũng khó và đi ngủ cũng khó, cảm thấy lúc nào cũng đau nhức, làm cho cơ thể mình cảm thấy khó chịu, thì đây là liệu trình video 7 ngày dành riêng cho các bạn. Và ông biết ngoài kia lớp cộng đồng rất ít những bài tập nào cá nhân hóa tập vào một cái bài vấn đề nào đó giúp cho anh chị cảm thấy thoải mái vấn đề bệnh tật của mình, ví dụ như là thoát vị địa đệm L4, L5 và S1. Và công quận quyết định ra video 7 ngày giúp cho anh chị cải thiện vấn đề về thoát vị địa đệm L4, L5 và S1 của mình nhé. Và các bạn nên nhớ là tất cả những động tác chỉ cần tập những động tác cực kỳ đơn giản, lặp đi lặp lại mỗi ngày sẽ giúp cho anh chị cải thiện rất nhiều, không cần những động tác quá khó khăn và phức tạp. Và chúng ta bắt đầu cùng tập luyện ngày hôm nay. Ok, mời cả lớp chúng ta ngồi vào tư thế đơn giản và thoải mái. Mời các bạn ngồi vào ha. Hai chân chúng ta xếp bằng với nhau, hai tay chúng ta nhẹ đặt lên đầu gối, chậm rãi ha. Chúng ta hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nhẹ nào, thở ra thật chậm. Rồi chúng ta tươi cười chút xíu nào. Hít một hơi thật sâu, hít bằng mũi nha, thở ra bằng mũi. Chậm rãi chúng ta nâng cằm lên hít vào. Hạ cằm chạm xương ức, mắt nhìn về rốn, thở ra. Nâng cằm lên hít vào, kéo căng da cổ. Hạ cằm chạm xương ức, mắt nhìn về rốn, thở ra. Một lần nữa, nâng cằm lên hít vào. Các bạn giữ đây 5 nhịp thở nha. Mình kéo căng, nín chặt nhẹ môi. 5 nhịp thở có nghĩa là sao? Mình hít vào, thở ra tính là 1 nhịp thở. Hít vào, thở ra là 1 nhịp thở, nếu là 2. Mình làm 5 lần như vậy là 5 nhịp thở nha các bạn. Nâng cằm lên hít vào. Giữ ở đây 5 nhịp thở, kéo căng cơ cổ chuẩn. Hạ cằm chạm xương ức, mắt nhìn về rốn, thở ra. Rồi nâng lên hít vào. Từ từ nghiêng đầu sang phải, thở nào. Kéo căng vùng cổ bên trái ra, mình làm cho nó giãn mềm phần cơ cổ ra nè. Kéo căng ra, lên hít vào, nghiêng đầu sang trái, kéo căng cơ cổ mình ra. Lên hít vào, nghiêng đầu sang phải, thở, kéo căng nào. Đúng rồi, tay của mình đưa về gần vai, đưa càng gần càng tốt ha. Ví dụ như những bạn nào mà phần cổ mình còn cứng ha, ví dụ mình nghiêng chưa được góc 45 độ, mình chỉ nghiêng tới đây là mình cứng cái cổ rồi ha, thì phần đó chắc chắn là các bạn là phần cổ mình nó rất căng, máu nó không lưu thông được và hiện trạng là máu nó sẽ không bơm năm nào được và mình cảm thấy rất là nhức đầu ha, bưng 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 cái đầu rất khó chịu, đau phần cái vai gáy. Rồi mình nghiêng đầu sang phải, kéo căng nè nào, mình càng kéo được bao nhiêu thì càng tốt ha. Giữ đây 5 nhịp thở chuẩn nha. Lên hít vào, nghiêng đầu sang trái, thở ra nào, kéo căng cái cổ của mình. Căng chỗ nào, mình luôn cố định hai vai lại, mình chỉ nghiêng phần cổ của mình thôi nha quý anh chị. Lên hít vào. Rồi chậm rãi cả nhà, hai tay của mình nâng lên cao, hít vào, hai tay áp sát tai nào. Đúng rồi, hai tay áp sát tai, đang nắm ngón tay lại, lực lòng bàn tay hướng lên trần nhà, ngước cầm hít sâu, hạ xuống thở ra, hai tay ta đang lại với nhau, xoay vai đánh căng tay. Đúng rồi, duỗi thẳng tay ra, các bạn duỗi thẳng tay ra nha, đó, đánh căng tay như vậy. Rồi lên hít vào, hai tay đang lại, ổn xoay ngang cho các bạn thấy ha, lực lòng bàn tay của mình, ngước cầm hít sâu, hạ xuống thở ra, hai tay đánh căng, xoay vai nào, giữ đây 5 nhịp thở. Lên hít vào, hai tay áp sát tai,
lật lòng bàn tay hướng lên trần nhà, ngước cằm hít sâu, hạ xuống thở ra nào. Rồi mình xoay người, hai tay của mình lên cao hít vào, tay phải của mình hạ xuống, tay trái cũng hạ xuống luôn. Từ từ mình đưa tay phải lên nào, tay phải đặt lên thái dương bên trái, nghiêng đầu sang phải, kéo căng cơ cổ nào. Giữ đây 5 nhịp thở, kéo hết căng phần này ra luôn. Đúng rồi, cho nó giãn mềm ra. Rồi lên hít vào, hạ xuống thở nào. Tay phải của mình đưa xa ra, tay trái của mình nâng lên các bạn. Từ từ đặt tay trái lên thái dương bên phải, kéo căng vùng cổ bên trái ra, bên phải ra. Cảm thấy nó dễ chịu hoa, cảm thấy nó rất căng nha các bạn. Rồi hai tay của mình lên cao hít vào, hai tay áp sát tay. Chậm rãi ha, tay trái mình đặt lên đầu gối phải, tay phải của mình đưa ra phía sau, ưu tiên lúc nào cũng duỗi thẳng lưng chuẩn. Rồi bắt đầu mình xoay vai ra sau, đẩy cái ngực của mình về ra phía sau, cầm hướng theo vai phải, thẳng tay, thẳng tay trái của mình, xoay vai. Lên hít vào, hai tay áp sát tay, vặn người sang trái, tay phải đặt lên đầu gối, tay trái của mình đưa ra sau, cầm hướng theo vai trái. Lên một lần nữa, hít vào, hai tay áp sát, vặn người sang phải, tay phải của mình đưa ra sau, tay trái đặt lên đầu gối, xoay vai. Hít vào một hơi nữa, hai tay áp sát, vặn người sang trái, tay phải đặt lên đầu gối, tay trái của mình đưa ra sau, cầm hướng theo vai trái. Lần cuối cùng nào, hai tay của mình lên cao, hít vào, hai tay áp sát, vặn người sang phải, tay phải mình đưa ra sau, tay trái đặt lên đầu gối, cầm hướng theo vai phải. Giữ đây 5 nhịp thở nào. Rồi lên cao, hít vào, hai tay áp sát tay, vặn người sang trái, tay phải đặt lên đầu gối trái, tay trái của mình đưa ra sau, cầm hướng theo vai trái nào. Giữ đây 5 nhịp thở, xoay vai. Mỗi lần thở là mình đẩy vai thêm đi tí xíu nữa, hít thì mình giữ lại các bạn nha. Rồi bắt đầu mình, tay phải của mình nắm lấy cái đầu gối, vặn người sang trái. Khi các bạn mới, các bạn sẽ vặn không được nhiều đâu, các bạn sẽ vặn tới đây là hết rồi. Cái phần lưng của các bạn rất là cứng ha, nó bị căng cứng cái phần lưng rồi, khi mình xoay nó cảm thấy nó cũng đau, nên mình tập chậm thôi ha. Mình đang đau lưng thì nó tập chậm thôi. Hai tay của mình lên cao, hít vào, hai tay áp sát nè. Rồi mình gập về trước. Đúng rồi, gập về trước nào. Hạ tay của mình xuống, duỗi thẳng lưng, nâng cằm lên, duỗi thẳng lưng, áp sát vào bụng, bụng vào đùi của mình ha. Để làm gì? Cho nó kéo căng cái phần cơ lưng của mình ra, nâng cằm lên nè. Mình giữ ở đây. Đúng rồi, mình ưu tiên cái phần lưng của mình được kéo giãn ra, các địa điểm cái từ từ nó sẽ kéo giãn ra, các nhóm cơ kéo ra. Hai tay lên cao, hít vào, hai tay áp sát nè. Từ từ các bạn nghiêng sang phải, rồi chúng ta hạ khuỷu tay phải xuống nếu được ha, tùy theo cơ địa của các bạn nữa nha, và tùy theo là lưng mình đang có đau lắm không. Nếu mà mình đau quá thì mình chỉ nghiêng vừa phải thôi, tới đây thôi, khuỷu tay phải mình không cần hạ nhiều. Rồi tay trái của mình rướn dài lên chuẩn được rồi, để làm gì? Nó kéo căng cái phần cơ liên sườn bên trái này ra, kéo căng ra để cho máu nó lưu thông á. Rồi đến một ngày nào đó mình tập từ từ mà nó bớt đau nhất thì mình hạ khuỷu tay xuống giống nhuận, rồi mình kéo căng nè. Đó, kéo căng, cầm hướng theo vai trái, xoay vai ra phía sau nha. Các bạn lưu ý nha, tại vì mình nghiêng rất là khó. Hai tay lên cao, hít vào, các bạn đang tình trạng đau lưng nghiêng rất là khó, xoay cũng vậy, đứng lên ngồi xuống cũng đã khó rồi. Rồi rướn tay phải của mình ra, xoay vai. Đúng rồi, các bạn giữ ở đây thôi, chọn là được rồi. Rồi mình hạ khuỷu tay xuống, nếu bạn nào tốt, cảm thấy lưng mình đi được, xuống được thì mình hạ xuống chuẩn. Luôn nhớ là hạ là cái mông phải của mình ấn xuống sàn, tách ra khỏi sàn thì nó phần cơ lưng này nó không sẽ được, không kéo giãn ra, nên mình phải úp vào.
Bàn tay của mình là úp vào bàn tay ha, úp vào trong, đừng có lực lên như vậy nha. Lực lên như vậy nó sẽ khóa cái vai của mình, làm cho mình đau mỏi cổ vai gáy. Còn tay của mình hướng sang trái, kéo căng ra, giống như đang có ai kéo căng tay của mình đó. Đó, các bạn giữ ở đây, chậm rãi thôi ha, lên hít vào. Các bạn đang bị đau á, mình tập chậm này, mình cứ nghiêng theo cơ thể của mình cho nó kéo giãn các nhóm cơ ra. Đúng rồi, xoay vai mắt hướng lên trên nhà, rồi từ từ hạ khuỷu tay xuống, giữ đây nè, lên hít vào một lần nữa trộn, tập chậm rãi, những động tác cực kỳ đơn giản thôi, không cần phức tạp đâu ha, mà nó tác động sâu vào các nhóm cơ của mình, rất dễ chịu. Dù bạn là người mới, bạn chưa bao giờ tập, bạn đều có thể tập luyện được qua video này với bạn nhé. Xoay vai mắt hướng lên trên nhẹ, rồi lên hít vào, hai tay áp sát, nghiêng sang phải, hạ khuỷu tay phải của mình xuống, xoay vai mắt hướng lên trên nhẹ, kéo căng nào, ấn mông trái xuống, xoay vai. Rồi lên hít vào trộn một lần nữa, hai tay áp sát tay, nghiêng sang trái, hạ khuỷu tay trái của mình xuống, áp vai, xoay vai mặt hướng lên trên nhà. Lên hít vào, hai tay áp sát tay một lần nữa các bạn. Rồi hai tay của mình đưa ra sau gáy, đang năm ngón tay lại với nhau. Rồi mở khuỷu tay đẩy lồng ngực lên nào, cuộn lưng cầm chạm thở, cuộn lưng lại của chúng các bạn nhé. Lên hít vào cứ chậm thôi, mình đang bị đau nên mình di chuyển càng chậm càng tốt. Cuộn lưng cầm chạm, cuộn lưng lại. Lên hít vào, mở hai cửa tay sang hai bên, cuộn lưng cầm chạm thở. Lên hít vào, đẩy căng lồng ngực, như đây, cuộn lưng cầm chạm. Rồi lên hít vào nào, mở cửa tay của mình ra. Rồi chậm rãi tách hai tay của mình ra nào. Rồi mở rộng hai chân của mình ra các bạn. Mở rộng hai chân ra, chân mình mở ra một góc 135 độ ha. Mũi chân của mình rút hơi lên chừng nhẹ. Rồi hai tay của mình nè, nâng lên cao, hít vào, duỗi thẳng lưng lên nè, luôn luôn yêu cầu là duỗi thẳng lưng lên. Đúng rồi, hai tay của mình áp sát tay, thả lỏng vai cổ gáy ra. Chậm rãi gập người về trước nào, hai tay chạm sàn, duỗi thẳng lưng lên nào. Đó, các bạn chắc chắn gập xuống sẽ rất khó ha. Mình gập tới đây, nếu bạn gập khó khăn, khi mình gập mình cảm thấy đau lưng quá, mình gập vừa thôi. Từ từ mình gập mỗi ngày mình quen. Bạn nào mà cảm thấy lưng mình linh hoạt cơ, mình hạ khuỷu tay của mình xuống chỗ đó, dựng thẳng áp sát bụng của mình ở đây đó, nó kéo căng toàn bộ phần khớp háng của mình hai bên, kéo căng phần lưng của mình ra cho nó giãn mềm ra. Các nhóm cơ các bạn để ý thấy giống như một bó đuốc vậy đó. Kêu các bạn bằng kéo, nó không phải như một cái đũa, một cây đũa bằng kéo rất là dễ, nhưng mà một bó đuốc bạn cần có thời gian kéo giãn từ từ, thì các nhóm cơ mình nó cũng như vậy, cần thời gian kéo giãn từ từ. Rồi chậm rãi lên hít vào nào, hai tay áp sát tay, hạ xuống thở ra nào, hai chân của mình khép lại, hai tay đàn, rồi nhịp khớp háng, gót chân của mình cách khớp háng một gang tay, rồi mình hai tay ôm lấy mu bàn chân, nhịp đầu gối lên xuống chuộng, đây tôi còn gọi là tư thế cánh bướm. Tư thế này sẽ giúp cho ha phùng xương chậu của mình nó cảm thấy thoải mái, khớp háng của mình cảm thấy linh hoạt và dễ chịu, các nhóm máu nó sẽ bơm vào những vùng khớp háng ha, nó sẽ giảm, nó sẽ không bị thoái hóa vùng khớp háng của mình cảm thấy dễ chịu. Rồi nhịp lên xuống chuộng nào, những động tác cực kỳ đơn giản thôi, và đây là những động tác mà ổn đấy từ trong khóa học yoga trị liệu dành cho học viên của mình, những động tác cực kỳ đơn giản. Rồi các bạn gập ngồi xuống chuộng nào, thẳng lưng từ từ thôi, mình gập từ từ thôi, không gập nhiều. Lên hít vào, thẳng lưng, gập xuống thở.
Lên hít vào mình cảm thấy căng thoải mái thì mình gập thêm, còn nếu mà căng tức đau nhức thì mình giảm ra. Gập xuống thở. Lên hít vào một lần nào anh chị. Gập người về, xuống thở, giữ đây nào, 5 nhịp thở chuẩn. Rồi lên hít vào, chân phải của mình đưa sang phải nào. Rồi co gót chân trái của mình lại. Hai tay của mình lên cao, hít vào, hai tay áp sát tay chuột. Chậm rãi ha, chúng ta gập người về trước nào. Hai tay hạ xuống sàn, duỗi thẳng lưng của mình ra, ưu tiên duỗi thẳng lưng ra, cứ chậm rãi thôi. Rồi gập nhẹ xuống, bụng của mình đi xuống trước, thẳng lưng của mình ra. Nếu anh chị hoặc các bạn nào tốt, mình hạ khuỷu tay xuống, duỗi thẳng lưng của mình ra. Các bạn hiện tại có nhiều bạn đang bị đang căng cứng cái phần cơ lưng của mình là gập cực kỳ khó và cảm thấy rất là đau. Mình gập tới đây thôi là cảm thấy nó hết xuống được rồi, không sao hết, cứ giữ ở đây chỗ nha. Yeah. Thẳng tay cũng được, gập nhẹ xuống chút xíu, lên hít, hạ xuống gập, lên hít. Rồi hai tay của mình lên cao, hít vào nào các bạn. Hạ xuống thở, tay phải của mình đặt vào chính giữa, nghiêng sang phải, xoay vai mắt hướng lên trần nhà, kéo căng. Lên hít vào, cứ chậm rãi thôi. Hai tay áp sát tay, nghiêng sang trái, mình hạ khuỷu tay trái của mình xuống. Mình hạ được thì hạ nha, mình để như vậy, nghiêng cũng là tốt lắm rồi. Vì đang cơ lưng của mình đang cực kỳ cứng ha. Hạ khuỷu tay phải trái xuống, xoay vai mắt nè, tùy theo cấp độ mình lựa chọn nha các bạn. Hai tay của mình lên cao, hít vào một lần nữa, hai tay áp sát tay, gập người về trước nào, hạ khuỷu tay của mình xuống, duỗi thẳng lưng ra. Nâng lên hít vào, hai tay áp sát tay, nghiêng sang phải, tay phải mình đặt chính giữa. Lên hít vào một lần nữa, hai tay mình áp sát, nghiêng sang trái chuẩn, đúng là hạ khuỷu tay trái xuống, kéo căng tay phải của mình ra, xoay vai mắt hướng lên trần nhà. Lên hít vào một lần nữa, hai tay áp sát tay nào. Rồi gập người về trước, thở ra. Rồi hạ khuỷu tay của mình xuống, thẳng lưng nào, giữ ở đây chuẩn 5 nhịp thở. Lên hít vào, hai tay áp sát tay, nghiêng sang phải, đúng rồi, xoay vai mắt hướng lên trần nhà, kéo căng, kéo căng tay đó. Lên hít vào, hai tay áp sát, nghiêng sang trái, hạ khuỷu tay trái xuống, kéo căng, xoay vai mắt hướng lên trần nhà. Hai tay lên cao, hít vào, hai tay áp sát tay, hạ xuống thở ra nào. Rồi mình đổi bên thôi nha, đổi bên. Nó làm cho phần cơ lưng của mình cảm thấy dễ chịu, nhất là hai phần eo của mình. Mình sẽ cảm thấy nó không còn bị bó cứng nữa. Rồi thẳng lưng lên chuộng nào, thẳng lưng lên. Đó, ưu tiên lúc nào nhớ câu thần chú cuộn là thẳng lưng lên nha. Mặt lúc nào cũng cười tươi lên, đau nhưng cũng cố gắng. Có một nụ cười nó sẽ giúp cho mình cảm thấy dễ chịu hơn, tinh thần mình sẽ thoải mái hơn anh chị nhé. Rồi hai tay lên cao, hít vào, hai tay áp sát tay nào, gập người về trước, hai tay của mình chạm xuống sàn, thẳng lưng ra nào các bạn, gập người bụng áp sát, hạ cơ tay xuống, thẳng lưng thôi nha, thẳng lưng thôi nha, đừng quên gù lưng. Gù lưng như vậy là lá càng đau thêm nữa, nó sẽ đẩy xuống vùng thịt đi đệm, phần thắt lưng của mình nữa. Lên hít vào, hai tay áp sát tay, nghiêng sang trái, hạ tay trái của mình vào bên sang phải nè, hạ chính giữa nè, rồi nghiêng sang trái, kéo căng tay phải của mình ra. Lên hít vào, hai tay áp sát tay, nghiêng sang phải, hạ khuỷu tay phải của mình xuống nè, hạ khuỷu tay phải xuống. Nếu hạ được mình hạ, không hạ được tùy mình lựa chọn nha, nhắc lừng nè. Rồi hạ tay trái của mình áp sát tay nè các bạn, xoay vai mắt hướng lên trần nhà.
Mình kéo căng tay của mình, ưu tiên là kéo căng tay của mình sang phải, mông của mình áp sát xuống sàn, thì nó sẽ kéo căng toàn bộ phần cơ vai, lưng của mình. Bạn nào tốt rồi thì hạ cổ tay xuống, căng thêm chút xíu. Đó, dễ chịu không? Lên hít vào, hai tay áp sát tai chỗ, gập người về trước, hạ cổ tay của mình xuống, thẳng lưng nâng cằm. Lên hít vào, hai tay áp sát, nghiêng sang trái, hạ tay trái của mình xuống một lần nữa, cứ chậm rãi thôi. Đúng rồi, kéo căng tay. Lên hít vào, hai tay áp sát tai, hạ tay phải xuống, hạ khuỷu tay, tay phải áp sát tai, mắt hướng đến chừng nhẹ, kéo căng tay ra. Thoải mái lên nào, thư giãn hơn. Mình phải cảm nhận từng động tác của mình ha, nó thấm vào cơ thể của mình như thế nào, nó căng từng thớ thịt của mình. Lên hít vào, hai tay áp sát tai nào. Một lần nữa, các bạn gập người xuống chỗ đó, gập xuống, cứ từ từ đi bộ tay, gập người xuống, thẳng lưng nâng cằm. Giữ đây 5 nhịp thở chỗ nha. Lên hít vào, hai tay áp sát tai, nghiêng sang trái, hạ tay trái của mình xuống, nghiêng nào. Đúng rồi, mở vai phải ra sau, mắt hướng đến chừng nhẹ, căng cái cơ lưng của mình rất là dễ chịu. Lên hít vào, hai tay áp sát tai, nghiêng sang phải, hạ khuỷu tay phải của mình xuống, mở vai trái ra. Hít vào một lần nữa, lên nào, hạ xuống, thở nào. Ơi, mình xoay người lại nào, xoay người lại, xoay người về tư thế, cái này tư thế con bò mèo ha. Vai và cổ tay mình trên một đường thẳng, hai tay khoảng cách bằng vai, khoảng cách của đầu gối và tay của mình bằng như là vai với hông, trên một đường thẳng ha. Các bạn duỗi thẳng lưng cho mình, rồi hai một chân mình ký, rồi chậm rãi xoay vai ra sau, anh nâng cầm lên, hít, cuộn lưng, gù lưng lên, mắt nhìn về rốn, gù lưng cao lên, cầm chạm dưới ngực của mình, thở ra, xoay vai, nâng cầm lên, hít vào, cuộn lưng, cầm chạm, gù lưng lên nào các bạn, gù lưng lên tối đa, xoay vai, nâng cầm lên, hít vào, cuộn lưng, cầm chạm, xoay vai, nâng cầm lên, hít vào, cuộn lưng, cầm chạm, gù lưng lên nào. Giữ đây 5 nhịp thở nào, hít thở đều, xoay vai, nâng cầm lên, 5 nhịp thở. Rồi, chân phải của mình lên nào các bạn, chân phải của mình nâng lên, rút mũi chân phải lại, kéo căng ra, rút mũi chân của mình lại, cho nó kéo căng phần mông lưng của mình ra. Hạ xuống, thở, co đầu gối là chạm nào. Lên hít vào một lần nữa, rút mũi chân lại chuẩn, kéo căng ra, căng ra. Hạ thở, co đầu gối phải chạm khuỷu tay phải. Lên hít vào một lần nữa, rút mũi chân ra, rút mũi chân để nó vào phần cơ lưng của mình, mông đùi. Giữ đây 5 nhịp thở chuẩn, co chạm thở nào. Hạ xuống, thở, chân trái nào, chân trái nâng lên, rút mũi chân lại, rút mũi chân lại nha, rút cho nó căng cơ đùi của mình ra, co chạm thở, duỗi mũi chân trái ra. Lên một lần nữa, rút, co chạm thở. Lên một lần nữa, rút nè, giữ cái đây 5 nhịp thở.
có chạm thở. Rồi hạ xuống thở ra nè. Hạ xuống. Rồi các bạn duỗi thẳng hai chân trước cho ổn nha. Ngồi xuống, duỗi thẳng hai lưng, hai chân của mình ra. Thẳng lưng của mình lên. Hai tay của mình nâng lên cao, hít nào. Rút hai bên chân của mình, hai tay áp sát tai. Rồi gặp người về trước nè. Lúc này mình gặp cũng cảm thấy rất là khó chịu cái phần lưng và cảm thấy nó đau. Mình gặp nhẹ thôi. Đó, tới đây. Các bạn nào mà không có nắm được chân của mình không sao, tay của mình có thể hạ xuống sàn, hoặc mình có thể dùng dây hỗ trợ, đưa dây hỗ trợ qua. Còn không được gù lưng như vậy nha các bạn. Gù lưng như vậy thì xu hướng nó sẽ đẩy cái địa đệm của mình ra ngoài, thì làm cho nó ấn cái phần thắt lưng của mình đau hơn. Nó sẽ dồn vào đây. Hai tay mình cố gắng đặt thẳng lưng, duỗi thẳng lưng, gập nhẹ về trước. Nếu mà phần gân kheo mình căng, mình co nhẹ lại chỗ, co nhẹ lại chỗ. Rồi đập bụng mình áp sát vào, bụng áp sát vào từ từ, từ từ. Giữ ở đây. Đây cũng là một cái bài step mà mình hay thường chia sẻ. Các bạn nếu mà lưng các bạn tốt bình thường có thể đi thêm nữa. Mà lưng các bạn vẫn phải duỗi thẳng như vậy, bụng áp sát gân kheo hạ, mà đo ra một gang tay so với trán của mình, lưng của bạn là lưng bình thường, lưng tốt. Còn nếu mà mình xa khoảng 2 gang tay mà mình không tới ha, thì mình lưng của mình cực yếu. Các bạn có thể comment bên dưới là ở tư thế gập về trước như vậy, lưng của mình cách khoảng bao xa, để biết được tình trạng thoái hóa cuộc sống lưng của mình kèm theo thắt vị của mình nặng ở mức độ nào ha. Rồi thẳng lưng lên, gập xuống, bụng áp sát lại. Lên hít vào, gập xuống, hai tay cứ để như vậy các bạn. Thẳng lưng, nhớ ưu tiên thẳng lưng chuẩn nha, không có cuộn nha, cuộn không có đúng nha, nó sẽ đẩy ra đau lưng thêm. Lên hít vào một lần nữa, gập thở, co nhẹ đầu gối là bụng áp sát. Giữ đây 5 nhịp thở chuẩn. Rồi các bạn nằm xuống luôn, các bạn nằm xuống luôn, nằm xuống chuẩn, nằm xuống. Nằm xuống, lưng của mình cảm thấy rất dễ chịu khi nằm ha. Rồi các bạn mở hai đầu gối sang hai bên, chữ V vậy. Hai tay của bạn các bạn sang ngang. Rồi mở vặn sang phải nào các bạn. Hạ hai đầu gối của mình sang chân mình, mở ra chữ V góc 45 độ. Sau đó hai tay của mình đưa sang ngang, lực lên chân nhà. Mở sang phải, hạ xuống sàn. Mở hạ sang phải, hai đầu gối của mình hạ theo. Lên hít vào, sang trái, lên hít, sang phải thở, ấn đầu gối của mình xuống, hạ xuống sát vào, lên hít vào, vặn sang trái, lên hít vào, vặn sang phải. Giữ đây 5 nhịp thở nào. Lên hít vào, vặn sang trái nào. Rồi mình giữ đây 5 nhịp thở. Rồi hạ xuống thở nào các bạn. Duỗi thẳng hai chân của mình ra nào. Hai tay xuôi theo thân. Rồi co đầu gối chân phải của mình lại. Hai tay ôm lấy đầu gối, áp sát bụng của mình, áp đầu gối về bụng của mình. Giữ đây nào, kéo căng, cho nó giãn phần thắt lưng dưới của mình ra các bạn. Nó cảm thấy dễ chịu phần thắt lưng của mình. Giữ đây 5 nhịp thở chuẩn. Rồi các bạn đổi bên. Chân trái lên nào, hai tay ôm lấy đầu gối chân trái, co sát vào bụng. Giữ đây 5 nhịp thở. Rồi hạ xuống nè. Rồi hai chân của mình co lại. Hai chân co lại nha các bạn. Hai tay xuôi theo thân. Rồi chậm rãi về tư thế cây cầu nào. Bài này cũng vào trực tiếp phần cơ lưng của mình. Nâng lên hít vào, nâng xuống cục, nâng bụng, nâng lên hít. Hạ xuống thở. Lên hai hít vào, đẩy hông đẩy ngực lên, xít cơ mông lại. Hạ xuống thở. Lên ba hít vào, đẩy mông xuống mù, ngực lên. Hạ xuống thở. Lên 4 hít vào nào, đẩy mông xuống mù lên. Hạ xuống thở. Lên 5 hít vào, giữ đây các bạn, giữ đây.
Siết mông lại, đẩy ngực, đẩy bụng lên, giữ đây, 5 nhịp thở nào. Hạ xuống thở ra nào. Rồi. Chậm rãi ha. Mình hai tay ôm đầu gối nào, lắc hai đầu gối qua lại. Cảm nhận phần thắt lưng của mình, ấn thắt lưng của mình xuống sàn. Cảm thấy phần thắt lưng mình dễ chịu. Lắc đi các bạn, lắc xoay qua lại nè. Làm 10 lần nha. Mười nhịp thở vậy. Dễ chịu lắm, rất rất đã phần lưng. Bạn nào đau thì mình làm chậm lại. Ôi, chân trái của mình ha, gác lên bắp đùi chân phải nè, gác lên như vậy, tay trái lòng vào khớp háng, hai tay đang ôm đầu gối, mình ôm đầu gối được, mình ôm đùi của mình, đưa sát về vừa phải thôi, cảm thấy cái phần đùi bên trái này nó căng, nó giảm áp lực cho phần lưng của mình, phần địa đệm của mình, kéo căng cái nhóm cơ này ra. Giữ đây 5 nhịp thở chuẩn. Ôi đổi bên nào. Hai tay ôm đầu gối trái, buộc đùi trái nào, giữ đây. Rồi, thả ra nào. Rồi, chúng ta duỗi thẳng hai chân của mình ra. Hai tay của mình đang lại phía trước ngực. Duỗi thẳng hai chân, kéo căng tay, lật hai tay lên, lật chân. Hít sâu, kéo căng là quý các bạn. Hít sâu. Kéo căng. Hạ xuống thở. Rồi, mình nghiêng người sang phải ha. Nhưng mà ở bên đây cũng nghiêng sang trái cho các bạn ha. Rồi, chống người tay, nâng người lên. Hai tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối. Hai tay đặt lên đầu gối nè. Ngồi xếp bằng lại, thẳng lưng duỗi lên. Rồi chậm rãi xoay vai, nâng cằm lên, hít đẩy ngược về trước. Cuộn lưng cằm chạm thở. Xoay vai, nâng cằm lên, hít vào. Giữ đây 5 nhịp thở nè. Cuộn lưng cằm chạm thở. Nâng lên, hít vào. Và bài tập ngày đầu tiên đã tới đây đã kết thúc. Và chúng ta chuẩn bị tiếp bài tập số 2. Và các bạn nên nhớ rằng chúng ta hãy tập đi tập lại từ bài tập số 1 đến bài tập số 7 để làm sao giúp cho các nhóm cơ của mình càng ngày càng giãn, càng ngày càng giãn, và lưng của mình càng ngày càng dễ chịu, cho phần thắt lưng L4, L5 và S1 nó càng dễ chịu hơn các bạn nhé. Và các bạn đừng quên là hãy comment ở bên dưới mình ở đâu, đến từ đâu và mình tập từ ngày nào, và mình cảm nhận thấy như thế nào qua bài tập này, mình cảm thấy dễ chịu, thay đổi hay như thế nào, và mình cảm thấy có gì chưa hiểu, hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ là người trực tiếp trả lời cho các bạn nhé. Và đây là những động tác cực kỳ đơn giản, ai cũng có thể tập luyện được, các bạn nên nhớ, ai cũng có thể tập luyện được, rất đơn giản. Và các bạn đừng quên là đăng ký kênh Quận, subscribe kênh Quận nhé. Và kế bên là có nút chuông, bạn sẽ là người đầu tiên nhận video của mình nhé. Và ở phía dưới của video này sẽ có một món quà, là phần dưới phần mô tả có nhiều bài thoát vị địa đệm, đau mỏi cổ vai gáy, yoga dành cho người lớn tuổi, yoga dành cho người cao tuổi, rất là nhiều bài dành cho các bạn. Các bạn cứ tập qua những bài này xong, các bạn xuống dưới tập thêm những cái bài món quà tặng mà Quận làm ra và tặng cho các bạn. Và ok, và chúng ta tiếp tục hẹn các bạn ở video tiếp theo, bài số 2. Namaste.